Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang sách giáo khoa mới của bộ sách English Discovery 7 của lớp 7 nha các em. Và các em đã có sách chưa nè? Chúng ta cùng nhìn vào cái trang bìa coi thử mình đã chọn đúng sách chưa nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu Unit 0 ở trang số 4. Bài tập số 1 đó là nghe và đọc văn bản rồi tìm tên của những cái người này trong ảnh. Trong này có 4 cái người đánh số thứ tự từ 1 đến 4 đó. Các em sẽ đọc bài và chúng ta sẽ điền tên phù hợp với tranh ha. This is Nam. Đây là Nam. He's 13 and he's from Nam Định. Cậu ấy 13 tuổi và đến từ Nam Định. A small city near Hà Nội. Đó là một thành phố nhỏ ở gần Hà Nội. He's in grade 7 at Hoa Hồng Secondary School. Cậu ấy đang học lớp 7 tại trường trung học cơ sở Hoa Hồng. And he's a big fan of music. Và anh ấy là một fan bự của âm nhạc. Nam has got a sister, Lan, and she's 10. Nam có một người em gái tên là Lan và em ấy đã 10 tuổi. He hasn't got a brother. Nam không có em trai. Nam's dad, Mr. Phong, is a policeman. Bố của Nam, chú Phong, đó là một cảnh sát. And Nam's mom is Miss Hiền. Mẹ của Nam là cô Hiền. She's an artist. Cô ấy là một nghệ sĩ. She's from a big family in Huế. Cô ấy đến từ một gia đình lớn ở Huế. Nam's family has also got some pets. Gia đình của Nam cũng nuôi thú cưng nữa. A cat and 2 dogs. Có một chú mèo và 2 chú chó. Their cat's name is Moon. Tên của chú mèo là Moon. Their dog's name are Sue and Lou. Tên của 2 chú chó là Sue và Lou. Vậy là chúng ta vừa đọc xong cái văn bản và chúng ta dễ dàng nhận ra ở hình số 1. Đó là cô Hiền, là mẹ của Nam. Hình số 2, đó là chú Phong, là bố của Nam. Hình số 3, đó chính là Lan, em gái của Nam. Và cuối cùng, đó chính là bạn Nam. Nào chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Đó là chúng ta đánh dấu đúng hay sai vào các câu và sửa lại các câu bị sai nữa ha. Ví dụ câu số 1, Nam is from Nam Định, nghĩa là Nam đến từ Nam Định. Thì câu này ở trong bài có nói ha, cho nên câu này đúng. Câu số 2, Nam loves music, nghĩa là Nam rất yêu âm nhạc đó. Thì trong bài có câu là he's a big fan of music. Anh ấy là một người yêu âm nhạc rất là cuồng nhiệt đó. Vậy câu số 2 là true, đúng luôn ha. Ở câu số 3, Lan is Nam's brother. Lan là em trai của Nam. Mà trong bài thì thông tin là Nam has got a sister, Lan. Nam có một người em gái tên là Lan. Câu này là false. Và ta sửa lại câu đúng là Lan is Nam's sister. Câu số 4, Nam's dad hasn't got a job. Nghĩa là bố của bạn Nam không có việc làm. Nhưng thông tin ở trong bài thì có nói đó là Nam's dad is a policeman. Bố của Nam là một cảnh sát. Cho nên câu số 4, false. Vậy ta sửa lại là Nam's dad is a policeman. Hoặc là Nam's dad has got a job. Bỏ chữ not đó các em. Và câu cuối cùng, Nam's mom is from Đà Nẵng, là mẹ của Nam đến từ Đà Nẵng. Thì thông tin ở trong bài là Nam's mom is Miss Hiền and she's from a big family in Huế. Nên ta thấy câu này cũng là sai, phải đổi lại là from Huế. Chuyển sang bài tập số 3 nha các em. Ở bài tập số 3 chúng ta sẽ nhìn vào cây gia phả của nhà bạn Nam. Rồi chúng ta điền vào những cái tính từ sở hữu đúng và viết tên của cái người đang nói cái câu đó. Đầu tiên là chúng ta ôn lại cái bảng tính từ sở hữu nè các em. Đối với chủ ngữ I thì tính từ sở hữu sẽ là my, nghĩa là của tôi. You là bạn hoặc là các bạn. Ta có tính từ sở hữu là your, là của bạn hay là của các bạn. He là anh ấy, thì ta có tính từ sở hữu là his, là của anh ấy. She, cô ấy, ta có tính từ sở hữu là her, của cô ấy. We là chúng tôi, thì tính từ sở hữu là our, là của chúng tôi. They là họ, thì tính từ sở hữu là their, của họ. Nhìn vào câu số 1, ta thấy người ta đã để sẵn đây là lời của cô Hiền nói.
Vậy cô sẽ nói là chồng của tôi tên là Phong, cho nên mình điền vào tính từ sở hữu ở câu số 1 là My husband's name is Phong. Ở câu số 2, nhân vật này nói là I've got a sister. Tôi có một người em gái, và em gái là nữ cho nên mình điền vào chỗ trống là her name is Lan, tên của em ấy là Lan. Vậy đây là lời của bạn nam. Ở câu số 3, nhân vật này nói I've got a brother and a sister. Tôi có một người anh trai và một người em gái hoặc là chị gái. Và anh trai của tôi tên là Ba, thì ta điền vào chỗ trống là My brother's name is Mr. Ba. Vậy nhân vật đang nói câu này có thể là Missy Hương hoặc là Missy Hiền, có thể là cô Hương hoặc cô Hiền. Chuyển sang câu số 4, nhân vật này nói Mr. Trường and I have got 3 children. Ông Trường và tôi có 3 người con. Tên của những người con này lần lượt là ông Ba, bà Hương và bà Hiền. Thì tên của họ, cho nên ta điền vào chỗ trống là their names are Mr. Ba, Missy Hương and Missy Hiền. Và ta dễ dàng nhận ra đây là lời của bà Dung. Ở câu số 5, Missy Hiền and I are sisters. Bà Hiền và tôi là chị em. Vậy tên bố mẹ của chúng tôi là ông Trường và bà Dung, thì ta điền vào chỗ trống là our parents' names are Mr. Trường and Missy Dung. Vậy dĩ nhiên cái nhân vật đang nói này đó là Missy Hương. Ở bài tập số 4, chúng ta sẽ thêm dấu nháy đơn vào các câu nói về gia đình của bạn nam. Đây chúng ta nghiên cứu cái bảng này trước ha. Đối với danh từ ở số ít, ta chỉ việc ghi dấu phẩy S vào phía sau danh từ. Ví dụ, my brother's laptop, nghĩa là cái máy tính xách tay của anh trai tôi, hoặc là nam's sister, nghĩa là em gái của bạn nam. Đối với danh từ ở số nhiều, nó có S sẵn rồi, cho nên mình chỉ cần ghi dấu phẩy sau cái danh từ số nhiều. Cô lấy ví dụ, my parents' car, ô tô của bố mẹ tôi. Trường hợp thứ ba đó là danh từ số nhiều mà nó không có S, thì chúng ta lại phải phẩy S như cái danh từ ở số ít hồi nãy. Ví dụ là the children's mother, mẹ của những đứa bé. Rồi, đối với trường hợp thứ tư là những cái từ có 2 từ, thì chúng ta sẽ viết như sau. Ta phẩy S sau mỗi từ, ví dụ Nam's dad's bike, nghĩa là cái xe đạp của bố bạn nam. Hoặc là Mr. Phong and Missy Hiền's house, nhà của ông Phong và bà Hiền. Nào chúng ta cùng vận dụng để đặt các cái dấu phẩy S nói về sở hữu cho phù hợp ha. Câu 1 người ta làm mẫu nè, Nam's sister's name is Lan, nghĩa là tên của em gái của bạn nam là Lan. Rồi câu số 2, his dad's name is Mr. Phong. Vậy chúng ta phải thêm phẩy S ở phía sau cái chữ his dad đó. Missy Hiền is Mr. Phong's wife. Bà Hiền là vợ của ông Phong. Vậy ta phải phẩy ở phía sau Mr. Phong đó, phẩy S. Missy Hương is the children's aunt. Bà Hương thì là dì của các đứa trẻ. Mr. Ba is Nam and Lan's uncle. Ông Ba này là chú của bạn Nam và bạn Lan. Nam's grandparents are Mr. Trường and Missy Dung. Ta phải phẩy S phía sau chữ Nam, bởi vì ông bà của Nam là ông Trường và bà Dung. Ở bài tập 5, chúng ta sẽ làm việc theo cặp để hỏi và trả lời về các thành viên trong gia đình của bạn mình. Sau đó chúng ta sẽ trình bày cho cả lớp nghe về những điều mình đã thu thập được về người bạn bên cạnh. Cô lấy ví dụ, bạn nữ số 1 hỏi là What's your mom's name? Mẹ bạn tên là gì? Thì bạn số 2 trả lời My mom's name is Linh. Mẹ của mình tên là Linh. Giờ giả sử mình hỏi tiếp, What's your dad's name? Bố bạn tên gì? Thì bạn kia trả lời My dad's name is Minh. Bố mình tên là Minh. Do you have any brothers or sisters? Bạn có anh em trai hay là chị em gái gì không? Thì bạn kia trả lời I have an elder brother. Tớ có một người anh trai. What's his name? Anh ấy tên là gì? His name is Vinh. Anh ấy tên là Vinh. Sau khi đã thu thập đủ thông tin của gia đình bạn mình thì mình sẽ trình bày lại cho cả lớp. Ví dụ, my partner's name is Nhi. There are 4 people in her family. Her father's name is Minh and her mother's name is Linh. She has an elder brother. His name is Vinh. That's all. Thank you for listening.
tạm dịch ra là bạn cùng cặp của mình tên là Nhi. Ở gia đình của bạn ấy có 4 người, bố của bạn ấy tên là Minh, mẹ bạn ấy tên là Linh, bạn ấy có một người anh trai và tên của anh ấy là Vinh. Đó là tất cả về gia đình của bạn cùng cặp của mình và cảm ơn vì đã lắng nghe. Chúng ta vừa học xong phần đầu tiên ở trang số 4 và 5 của Unit 0. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở những video sau nha.